Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Trước tiên Đại Lâm xin kính chúc cho các bạn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Đại Lâm thông báo cho các bạn lịch thi đấu kèo hẹn chuẩn bị sắp xảy ra nha các bạn. Ngày mùng 3 tháng 10 nhằm ngày thứ 7 tuần này nha các bạn. Trận chiến kèo hẹn tại sân của Minh Nhí, Dĩ An, Bình Dương, quốc lộ 1K, hẻm 23/1, sân của Minh Nhí nha các bạn. Lê Văn Luyện, cầu thủ đôi công phát trắng với cầu thủ giống mặt trẻ, rất trẻ và cũng đang dần dần khẳng định mình trong làng bóng xuyền nha các bạn. Các bạn hãy nhín nhúc thời gian tới sân Dĩ An Bình Dương để xem một trận đấu rất kịch tính, hấp dẫn nha các bạn. Lê Văn Luyện, đôi công phát trắng với cầu thủ trẻ, rất trẻ. Đây là thực sự một kèo rất đáng gờm. 11 giờ trưa ngày 3 tháng 10 thứ 7 tuần này nha các bạn. Okman vô hàng. Các YouTuber sẵn sàng chưa? Đại Lâm đang dọn ổ sẵn này nha. Chuẩn bị tới chiến. Và cũng hên xui có thể chủ sân cấm quay tất cả cũng không chừng nữa các bạn ạ. Vì lý do an toàn kỹ thuật nha các bạn. Các bạn thông cảm nha. Đại Lâm chỉ thông báo vậy thôi. Chúc các bạn sức khỏe, xem bóng vui vẻ nè. Chuẩn bị nha các bạn. Thứ bảy tuần này 11 giờ ngày 3 tháng 10 tại sân Minh Nhí, 23/1, thị xã Di An, Bình Dương. Ok man, vô hàng.